Rồi Phương và Giáp, hello anh em. Thì hôm nay đã dính cửa luôn ha. Thì cũng như mấy anh em khác chia sẻ lúc trước, thì hôm nay là tới phiên của Phương. Thì đó là cái tình trạng lỗi Honda Sensin. Thì lúc trước Phương cứ nghĩ là xe của Phương thoát rồi, thì chạy ha 20 mấy ngàn rồi, anh em đa số 10 mấy ngàn là bị. Nhưng mà cuối cùng thì tuần trước Phương đã đi và đã cũng đã hiện lên cho nó đầy đủ cái lỗi giống như anh em luôn ha, tùm lum cái lỗi, và coi như là cái chức năng sensing là bị đơ hết, không bấm gì được hết, nhưng mà vẫn chạy bình thường đó ha. Còn coi như là không bấm cruise control, không giữ lane, không có gì hết đó, nó nổi tùm lum luôn. Chút xíu Phương sẽ cho thấy, quay cái mã lỗi cho anh em coi ha. Thì cái mà điều mà đáng quan tâm ở đây á, chắc Phương nghĩ là cái chuyện là có bảo hành hay không đó. Tại vì khi anh em hay truyền tay nhau á, là cái việc mà khi chúng ta độ chế đồ trên xe thì sẽ ra là sẽ được không bảo hành đó ha, đúng không? Đó, thì với những anh em nào đã bị và xử lý rồi thì thôi bỏ qua, và những anh em nào mà chưa bị á, thì và đã lên độ trên xe một số món rồi, thì hôm nay Phương chỉ chia sẻ cho anh em để anh em khỏi phải sợ, và kiểu giống như là chúng ta có cái phương án xử lý. Và những anh em nào mà kiểu giống như là chờ hết bảo hành rồi mới dám độ thì hôm nay thì Phương cũng sẽ chia sẻ luôn để anh em an tâm, để mà chúng ta chơi ha, và chúng ta chơi sao cho nó đúng ha. Và cũng có một điều rất quan trọng, thì hôm nay Phương cũng ra đó thì mới biết được thêm một cái gói nữa, thì Phương sẽ chia sẻ vào cuối video luôn để cho anh em nắm luôn. Và Phương cũng đã thực hiện luôn rồi, thấy hay thì mình cứ thực hiện thôi, chứ mình cũng không cần phải chờ làm cái gì. Rồi giờ thì Phương gửi đến anh em cái tình trạng lỗi mà nó báo trên xe ha. Rồi chút xíu thì Phương sẽ chia sẻ luôn cái cách xử lý, và cái mà nãy như Phương nói đó, vừa biết một điều hay ho thì Phương đã làm luôn đó. Khi mà mở máy lên thì nó báo tùm lum gì đó ha, báo tất cả luôn, coi như là những cái gì có trong sensing là nó báo hết, lệch làn đường, va chạm, rồi đèn đuốc gì, vô lăng gì là nó báo sạch đó ha. Chắc anh em nào bị thì cũng đã thấy biết rồi, còn những anh em nào mà chưa bị thì mình cũng theo dõi luôn nha. Bước đầu tiên thì chúng ta gọi cho cố gắng dịch vụ mình quen đó, thì Phương đã gọi cho cố gắng dịch vụ và chúng ta sẽ được một ly nước vào đó ngồi mà chờ, và chiếc xe chúng ta sẽ đưa qua một cái khu để kiểm tra và xử lý nhẹ nhàng thôi mọi người, không có bất cứ một cái vấn đề gì đâu nha, đó không có liên quan tới độ chế gì đó đó. Thì đang đó tiếp nhận bảo hành này, kiểm tra lỗi sensing này đó, thấy không, rồi chúng ta chờ 30 phút và chúng ta reset lại, và Phương đã chạy về trên tắp lô đó, mọi thứ nó hầu như là ổn. Và Phương nhắc lại nha, không có liên quan gì tới độ chế đâu, mọi người cứ bình thường thôi. Và đây là cái cũng Phương cũng thấy hay ho, đây là cái gói gia hạn bảo hành thêm 2 năm đó, thì là báo giá là 7 triệu 8 chưa vát nha mọi người, và Phương cũng đã chuyển cho Honda xong đó. Thì hiện tại là xe của Phương đã gia hạn có gói bảo hành lên 2 năm,
hoặc là cái nào tới trước thì tùy 2 năm hoặc là 50.000 cây, tùy theo cái nào tới trước. Đó, trong cái gói bảo hành thì Phương mua là cái gói gọi là trọn gói, mình không có mua chi tiết, mua gọi trọn gói luôn. Thì đâu đó thì với cái số tiền đó thì Phương thấy nó cũng nên để cho mình bỏ ra để lấy mình lấy lại cái sự yên tâm. Nó có thể hiện cho chúng ta hết tất cả mọi thứ ha. Cái này các bạn mà mua thì liên hệ, cứ có liên hệ cố vấn thôi. Còn nếu như mà chưa có quen á thì cứ báo cho Phương, để Phương báo bên cố vấn Phương nó báo cho rồi mua. Cái này là mình mua xong là nó cập nhật lên hệ thống luôn nha, mua ở đâu cũng được. Đó thì thông tin gói bảo hành là chống cháy được gia hạn tới 2028, của Phương là 26 hết rồi, thì gia hạn tới 28 tùy theo cái nào tới trước thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video của Phương nha.